dao búa là của Mỹ này nha. Đây có cái ca nước của lính này nha, hai ba cái ca nước nè, cái này cái cuốc này nha, cuốc của lính Mỹ, cuốc của lính Mỹ luôn nha. Rồi. Còn mạc còn gọi bố đồ ghim thế này. Trời này cái nhà đó đồ đóng không nha, rảnh thời gian ngồi lục nha. Đây món đồng, đây là món đồng cưa gung đồng nha, cưa gung đồng nha. Món đồng đó rồi đổ vô thùng nữa nha. Đây cái bếp ga nữa này, bếp ga cũng đầy trên ra dây điện đồ nhóc hết trơn. Ồ đây có cái đèn nữa nha, đèn treo. Cái này là vô cổ nữa nha, là vô cổ luôn. Đây có mấy cái dĩa xanh trắng nữa nha, cái này là người ta chế nha, cái này nó lấy dĩa tô chén nó hàng lại nha. Đây cái này về có cái bình của đại hàng, bình của đại hàng, bình này cũng mấy chục năm ngay nha, 30-40 năm vậy đó. Bình này xe lửa đông của đại hàng ngày mới đó nha. Đây đồ chén dễ quá trời, này bình tàu mới. Đây là cái nhà, mấy cái khoan kìa, khoan cổ này kìa, khoan bằng tay xưa nè, dao búa là của Mỹ này nha. Đây có cái ca nước của lính này nha, hai ba cái ca nước nè, cái này cái cuốc này nha, cuốc của lính Mỹ, cuốc của lính Mỹ luôn nha. Rồi. Còn mạc còn gọi bố đồ ghim thế này. Đây cái nhà mấy cái máy mài rồi nữa kìa. Mấy cây bào nữa nha, nhóc kìa. Ở đây đồ nghề nữa nha. Đồ nghề này hàng hiệu nữa kìa. Mấy này hàng hiệu nữa, Dupont rồi nè. Dupont rồi là hàng hiệu không nghe nha. Để quá chế độ. Thank you bác. Đây lò nữa nha, lò rồi mấy cái mixer rồi nữa. Lò này nè, lò thường nữa nha, mixer cũng hiện thường nữa. Ồ, đây nó có ba cái đồ tiền nha, tiền vô dĩ nữa, tiền có certify hết nha. Rồi. Tiền vô dĩ certify hết nha, certify hết rồi nè. Tiền certify hết gì nè. Vô hộp như vậy, vô vĩ vậy nè. Nha, qua ra ông nữa nha. À, đầy đủ đồ chứ. Quá trời, đây có cái chậu nữa nha, nhẹ lắm. Chậu này nhẹ. Và đồ linh tinh vô đây quá trời này nha. Và đồ lụng dụng không. Đây mấy cái thẻ nữa kìa. Xe đạp tùm lum thế nha. Mấy cái này là mấy cái đồ để màng, mắt màng. Mấy cái đờn nha. Ồ, đây nữ trang nha. Đây nữ trang, đồ thơm, nhóc, nguyên bịch. Ồ, đây có mấy cái bình bự lắm nha. Bình với bình đồng rồi nha. Bình đồng rồi, bình bự lắm. Đó, đồ nghề đó. Máy thông cống nha, mấy máy thông cống nè. Cái tời mini này kìa, à, tời mini ở đây cũng nhóc. Đây nữ trang nhóc hết kìa, nữ trang để đóng vô mấy thùng vậy đó, có thời gian lục nha.
cái nhà em qua Thái Lan gian ngồi chụp bị quần áo nữa. Đây cái nhà nhóc chơi đồ chơi này nha, nhóc đồ chơi này. À. Mỹ phẩm này nha, cái này đồ thường luôn nha, đồ chơi mỹ phẩm này, đồ đồ nghề nữa nha. Dưới đất người đồ đồng nha, dưới đất người đồ đồng. Đây này xe bằng pin nha, mới chạc cũng xe bằng pin, hao pin lắm, mới lỗi này hao pin. Good morning. Hi, morning. Yeah, good morning. Đây đồ nghề này nha. Quá trời đồ nghề. Thấy như vậy. Đây bán đồ Noel này nè cái. Đó đồ Noel chơi nè. Có mấy cái nhà chòi chơi Noel này, ta bu lại đông lắm nha. Đó. Ta bu đông. Ở bên đây thì bán mấy cái đồ gạt nước xe này. Gạt nước cho chuyến xe rồi. Bên này bán đồ cổ rồi nha. Bên này bán đồ cổ rồi. Cứ bên đi mà. Ra. Đây có mấy cái tượng nữa nha. Mấy cái tượng nó bằng xương nha. Thấy cái sớ xương nha. Sớ xương nha. Lỗ vậy đó. Đây có hộp quẹt nha. Hộp quẹt thường. Hộp quẹt này hộp quẹt xưa nè. Cái cây này là hộp quẹt xưa nè. Đồ xưa đồ cũ nhóc đi. Chơi đồng hồ nha. Quá chơi đồng hồ nha. À, chưa thấy đồng hồ nào xịn hết. Thank you. Ở đây có cái mắt kiến nha. Cũng không có mắt kiến nào xịn luôn. Đây đồ điện dưới đây nha. Hi. Working or not working? No working. No. Why no? Not a connect. Not connect? Yeah, not connect. Oh, yeah. Not đây đồ đóng nha. Quần áo này 6 đồng một cái. Ồ 6 cái đồng. Quần bên đây là 10 cái đồng nha. Còn quần jean này là đồng cái. Đồ nghề đó nha. À, nhóc đồ nghề hết trơn. Quần áo đồ đóng nấu đóng nha. Máy sinh tố dưới đây. Máy sinh tố chậu bông lo các kiểu nha. Lo nữa. Rồi với máy lạnh rồi nữa nha. Đó lạnh lạnh rồi người ta đem ngay cho nha. Ở trên đây còn đồ đồng dụng nữa nha. Ở đây cũng quần áo. Cả đồ linh tinh không nhóc mà chỉ nhìn cái chợ nữa. Đó cái đồ linh tinh. Xin đầy như vậy. Nón thì sao động cái kia. Cũng bán cái dĩa xanh trắng. Bên đây thì đồ nghề bếp này, bếp bằng ga này nha, bình ga nè. Ở bên đây là đèn bằng ga, cũng bằng bình ga luôn. Ở dưới đây là đồ nghề.
Đây cũng đồ nghề nữa nha, đồ nghề Đông Dũng thôi. Đây cái đồ nghề Đông Dũng nữa nha. Bây giờ mình thấy đồ nó em nhóc hết rồi. Bông hoa lá gì nó cũng có, bông ga nệm gối cũng có. Áo này áo mới, giải mới, giải cũ, giải mới. Đây qua đồ chơi nữa nha. Mấy người ta huy hiệu huy chương. Đây cũng đồ linh tinh nhóc hết nè. Và cái bông qua giường, trong giường nó cũng đem ra nữa nha. Đó, và cái đèn nữa. Đây đồ nghề nữa nha, đồ nghề mới. Chỗ này đồ nghề Sài Gòn nè, mấy cái đồ hàng gỗ đá này nha, mấy cái đồ hàng gỗ đá rồi, mấy cái dao cắt, mấy đồ nghề nữa. Giày dép cũ rồi nó cũng đem ra hết nha. Đồ gò đạp. Gối ga nệm mình cũng đem rồi cái nhà. Mua được cái máy cầu nha, cầu bằng inox một bự 15 đồng nha, chốt luôn nha. Ở đây nó cũng bán nhiều luôn nha, tự nhiên thẻ cám như thế này. Không mà cũng nhóc hết rồi, đủ thứ đồ linh tinh, cái này mặc như này, một ký, chơi, đồ chơi. Đây đồ chơi nhóc này. Này là Blu-ray. Giờ như game thế này. Giờ như game. Đây là nữ trang nha. Đây là nữ trang. Đây đồ nghề nữa nha. Đồng nghề đồng dụng đồng dụng nhóc. Ồ đây súng nữa nha. Súng đủ kiểu súng nha. Súng nặng nó nghe nha. Đó. Súng. Thắp lên nha. Thắp lên súng. Súng của mình nha. Đó. Súng đẹp nè, quá đẹp. Bán súng nhóc rồi. Để thắp lên. Để Samsung thì mua vô. Không hết quá. À, bill mà cuánto es? 25. 25. 25. It work? Yes, it work. I need it to work. Oh, no, not power. Thank you, thank you. No. Đây, thắp đèn tùm lum kia, ba cái đồ hư. Mấy cái đồ hư.
đồ hư đồ bể nguyên nha. Đâu xôi. Đây có con 27 nữa kìa. 27 Lenovo. 27 Lenovo. Máy này chưa mở. Sí, pero la con Golden West. Yo sí la doy allá en Golden West. Không còn gì để mua, thì sắp về cũng hư. Đây đồ cũ đó nha, mấy cái bánh xe rồi nữa nè. Mấy cái radio cổ rồi nha. Radio cổ. Đây có cái radio nữa nha. Đây cái radio này hiệu Metal, Metal. Ồ, đẹp lắm nha. Hey, yeah. How much is it, radio? 300. Oh, 300. Oh. 250 for you. Oh, yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Đây cũng đồ nghề này nha. Quá trời đồ nghề cũ luôn nha. Nhóc cũng chơi. Đây là nghề cũ. Là vô cái set đồ nghề cũ. Đây mấy cái đồng hồ thường nha. Tinh không ở trên bàn này nhóc cái này ha, đồ nghề không vậy à, đồ nghề máy móc linh tinh đầy trên đây, máy game ở dưới đây cả nhà thấy không, đổ đầy kìa. Đây quần áo cũ nữa nha. 25 sen, 25 sen nha. Đây trình bàn nữa nha. Quá trời. Đồ linh tinh nhóc.